mình là Phương Lâm và các bạn đang quay trở lại với Ambient Studio. Trong số các video đã từng lên sóng, hiện top 5 đồng hồ định vị cho trẻ em đang giữ vị trí quán quân về lượt view với trên 1 triệu 300 nghìn view và tiếp tục tăng thêm. Điều này cho thấy nhu cầu và sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh với sản phẩm định vị vô cùng lớn. Vì thế, hôm nay Phương Lâm tiếp tục sẽ mang đến một sản phẩm đồng hồ định vị cho trẻ em tuyệt vời không kém. Xin chào đón Rolex KT06. Tính năng cần có của một thiết bị di động như là nghe, gọi, nhắn tin và định vị GPS. Tuy nhiên, vì là dòng đồng hồ cho trẻ em, các tính năng lại được thiết kế vô cùng thông minh. À quên, dù Phương Lâm gọi là đồng hồ trẻ em, nhưng mà dòng này thì Rolex thay đổi thiết kế trông trang nhã hơn và cá tính hơn, phù hợp cho cả những độ tuổi lớn hơn như học sinh cấp 2 chẳng hạn. Trở lại với các tính năng, ở thao tác nghe gọi, bé chỉ có thể liên lạc với tối đa là 15 số ở cả hai chiều nghe và gọi được ba mẹ cài sẵn. Hệ thống danh bạ này được người giám hộ hoặc là ba mẹ quản lý, do đó trẻ sẽ không tự cài đặt trên điện thoại để liên hệ với những số điện thoại lạ. Ở điểm này, có nhiều người thắc mắc là tại sao không để trẻ thoải mái sử dụng liên hệ cho nhiều người như là bạn bè của trẻ chẳng hạn. Cá nhân Phương Lâm tự thấy rằng nếu để thao tác cài đặt danh bạ mà ai cũng có thể làm thì vừa khiến trẻ bị phân tâm với những cuộc gọi không cần thiết, thêm đó dễ tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng. Thứ hai, thao tác nhắn tin được trang bị thêm khả năng Voice Messenger, tin nhắn thoại. Điều này thì Phương Lâm thấy cực kỳ hữu ích luôn, vì ở trên chiếc màn hình nhỏ nhắn này, dù là màn hình cảm ứng nhưng với người lớn đã rất khó sử dụng rồi mà đúng không? Vì thế, tin nhắn thoại là giải pháp tối ưu để các bé nhắn đến bố mẹ và người thân của mình khi cần thiết. Cả hai chức năng này sẽ được đi kèm với chế độ zoom khi mà có tin nhắn hay là cuộc gọi đến, máy sẽ zoom lên báo cho trẻ biết. Một tính năng mà không nhiều dòng đồng hồ định vị có được. Tính năng định vị GPS như là các dòng đồng hồ cho trẻ em khác. Tính năng này trên KT06 không hề tạo ra sóng GMS, hoàn toàn an toàn cho trẻ. Ngoài ra, phụ huynh có thể theo dõi GPS trên hai nền tảng bản đồ màu và bản đồ vệ tinh rất tiện lợi. Ở chế độ định vị GPS, Rolex KT06 cho sai số từ 5 đến 15m và trên 100m đối với định vị bằng LBS. Bên cạnh đó, với việc có thể cài đặt cập nhật vị trí 1 phút một lần, 10 phút một lần hoặc 60 phút một lần, giúp bạn linh động, dễ quản lý con theo từng hoạt động của con. Từ việc định vị vị trí của con, phụ huynh có thể theo dõi kỹ hơn qua nhật ký hành trình, ghi lại lịch sử di chuyển của đồng hồ lên đến 3 tháng. Ngoài ra, phụ huynh có thể cài đặt vùng an toàn, chế độ hàng rào điện tử để khoanh vùng an toàn cho trẻ. Khi trẻ vượt qua hàng rào điện tử đó, đồng hồ sẽ tự truyền tín hiệu cảnh báo về cho máy cá nhân của bạn. Yên tâm hơn mấy phần đúng không? Đôi lúc bạn cũng lo lắng rằng liệu vị trí GPS báo ở đó nhưng con mình có lỡ rơi đồng hồ hay là tháo đồng hồ để đâu hay không? Không sao, vì đã có chức năng nghe giám sát từ xa giúp phụ huynh lắng nghe âm thanh từ môi trường xung quanh của trẻ. Và đương nhiên, khi bạn nắm quyền quyển sát đồng hồ từ xa, bạn có thể tắt đồng hồ, đặt báo thức, tìm kiếm đồng hồ mà chỉ cần theo dõi qua màn hình thiết bị cá nhân của bạn. Dòng Rolex KT06 có thể chống nước với chuẩn IP67, tức là có thể ngâm nước ở độ sâu 0,5m trong vòng 5-10 phút. Và đương nhiên, không ai khuyến cáo nên ngâm nước đồng hồ. Tốt nhất là phụ huynh vẫn nên nhắc con giữ gìn đồng hồ cẩn thận. Thiết bị cá nhân này thì cũng tối ưu hóa tính năng cho trẻ, phù hợp với các hoạt động thường ngày. Khi đi học, bạn có thể cài đặt chế độ trong lớp học, đồng hồ sẽ chuyển sang chế độ im lặng, chặn toàn bộ các cuộc gọi đến trong giờ học của con, tránh trẻ bị làm phiền lúc học. Đây thường là lo lắng của nhiều bậc phụ huynh vì việc học của con vô cùng cần thiết, lại có thể bị quấy rầy bởi sự quan tâm đôi khi hơi quá mức của mọi người. Chế độ thể thao, đo lượng vận động hàng ngày của trẻ như là số bước chân đi được, số calo tiêu thụ, số km trẻ đi được mỗi ngày. Phương Lâm thấy rằng tính năng này thì hỗ trợ rất tốt trong việc định hướng trẻ vận động nhiều hơn, theo dõi sức khỏe của trẻ tốt hơn. Những chức năng cảnh báo nguy hiểm SOS gọi tới 3 dòng máy người thân, cảnh báo khi pin yếu cũng sẽ giúp bé và bạn sử dụng đồng hồ Rolex KT06 hợp lý hơn. Sau khi tìm hiểu về dòng đồng hồ định vị Rolex KT06 thì các bạn thấy dòng sản phẩm này có xứng đáng để trở thành người bạn đồng hành của con mình hay không? Đừng bao giờ để con một mình. Bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi mà tin tưởng vào Rolex KT06. Hãy đến ngay các showroom của An Tiến để được tư vấn và giải đáp tận tình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.